Hồn của giấy, tác giả Phạm Thông. Địch đổ quân ngáng đường là dịp mình được nghỉ xả hơi. May là nằm lại bên bờ sông Bung phước thật. Sông Bung nhiều cá lắm. Anh Hóa và anh Khánh là những tay đánh cá cừ khôi. Tôi là dân biển, biết vá lưới. Mấy ông đánh lưới mắc đá rách bươm, có tươi đầy. Tụi tôi ở trong Trà My ăn hết cá nước Sa, nước Leng, nước Tong, sông Chanh rồi. Cú Ni phải bắt cho được nhiều cá sông Bung. Ba anh em tôi ai cũng hầm hầm thế đấy. Thấy gạo sắp hết, anh Tuấn cùng với hai người nữa lên phía B-46 giáp với Lào để lấy một tạ rưỡi gạo. Ở đây đi lên B-46 mất 2 ngày rưỡi, trở về mất 4 ngày. Các anh đi dọc sông Bung qua làng Bà Rồng, đến làng Bà Lửa trên A Ró, làng sơ tán hồi kháng chiến, không cùng vị trí với làng hiện nay. Đi thêm gần 1 ngày nữa mới tới nơi. Năm ngoái, 1968, nhà in theo khu ủy 5 và ban tuyên huấn ra đóng quân ngoài Nam Giang này. Bọn tôi thường đi gửi gạo ở đầu mối hành lang Tây Trường Sơn, nơi ngả đường từ Lào rẽ sang Quảng Nam, Quảng Đà, nên khá rành đường. Anh Tuấn, Đạm, Hai lập tức lên đường. Anh Hóa ở lại chỉ huy đám này. Anh Tuấn cẩn thận trao đổi. Bọn mình phải hẹn gặp nhau ở đâu cho chắc. Tụi tôi đi về mất hơn 6 ngày, tình hình địch ngáng đường thế này thì lúc về các ông đã đưa hàng đến chỗ nào rồi, làm sao biết được. Phải bố trí kế hoạch hẳn hoi, nếu không các ông sẽ đói nhằn răng đấy. Anh Hóa cười, chuyện không khó đâu Tuấn ơi, tôi sẽ cho anh em lên đón anh tại làng Bà Lừa đúng vào ngày thứ 6. Mà có khi 3 ngày nữa tình hình không chuyển biến tốt thì ta phải chuyển hàng quanh lên phía Bà Lừa, đi đường khác về Trà My. Đường này xa và dốc hơn nhiều. Bí quá cũng phải quyết vậy thôi. Theo phương án này, chúng tôi sẽ gặp anh tại làng Bà Lừa. Anh cứ yên chí lấy cho được gạo. Ở đây tôi sẽ bàn với anh em tính tiếp. Hóa, Khánh và tôi sáng sớm xách lưới đi dọc bờ sông, quan sát thấy có cá nhào xuống răng lưới. Thích nhất là trong những hòm đá nhiều cá nu lượn lờ đẹp lắm. Thả lưới cá đóng trắng, mừng quính kéo lên lưới lại mắc cứng ở hòm đá. Tôi và Khánh lặn xuống, hầm hơi cắm đầu dưới đáy sông gỡ lưới. Những chỗ nước sâu này, nước ép tức bể tai. Gỡ được lưới ngóc đầu lên, hụt hơi suýt chết. Ngày đầu đánh được rất nhiều cá. Nào là cá niên, cá nu, cá phá, lũ khổ. Các chị mừng liên miệng trầm trồ. Ngày hôm sau, ba anh em quyết chí bắt cho được thật nhiều cá, mong làm được ít lương khô ăn đường. Anh Hóa cảnh báo. Các ông đừng ham lắm, buổi chiều còn phải học nữa, nghe chưa? Mới đi được một đoạn dọc bờ sông, tôi nghe bụng ngâm đau, bươn vào rừng, trúng ngay một đám cây rất lạ. Không biết thứ cây gì mà đụng người vào ngứa quá. Chưa kịp thoát ra đám cây ấy thì toàn thân đã ngứa nhảy dựng. Ngứa quá, ngứa đến đau điếng người. Càng gãi càng ngứa, càng đau. Anh Hóa quát. Ông dại quá. Ai biểu lại xông vào đám cây nàng hai chi? Tôi méo mặt càu nhàu. Anh biết mà không dặn trước. Cả đời làm gì biết cái cây nàng hai này. Nàng hai ở dưới mình nhỏ xíu như cây bạc hà, chứ đâu phải cây to, lá to tướng thế này. Loại cây ngứa ấy thật dễ sợ. Toàn thân tôi đỏ rực như chạm phải sứa lửa ở biển. Hồi nhỏ tôi cũng hay chạm phải sứa lửa khi đi dậy ngao, nhưng còn dễ chịu hơn nhiều. Thế là tôi không thể tiếp tục đi đánh cá được nữa, chạy về quay quắt cả ngày hôm đó. Ngày thứ 3 vẫn còn địch ở phía Thạnh Mỹ và làng Mực. Anh Hóa quyết định quanh lên Bà Lừa, leo dốc sông Thanh đến làng Dô, sơ tán. Vượt nước Mỹ, lên đoạn trên bến rằng một buổi đường, tiếp tục leo dốc khe tre xuống trạm 10, vào cây gỗ vuông, giáp lại đường cũ, thẳng tiến về Trà My. Đi đường này xa hơn 2 ngày, dốc cao hiểm trở hơn nhiều. Nhưng không sao, ở núi quen rồi. Quan trọng là đưa được hàng về an toàn. Gian nan chặng đường cuối.
Ngày thứ 45, chúng tôi tập kết toàn bộ hàng ở chân dốc sông Thanh. Đã mấy chục ngày, qua biết bao đèo dốc, nhưng chạm phải dốc này, ai cũng lắc đầu. Hai anh Hóa, Tuấn bàn với nhau. Dốc quá cao, suốt từ chân đến đỉnh không có nguồn nước nào cả. Lên sát đỉnh từ trong hầm đá lớn có mạch nước chảy ra. Đi gùi, từ sáng ở chân dốc, mãi 5 giờ chiều mới tới đỉnh. Ở đây có nước nấu cơm, dừng chân ngủ qua đêm. Sáng mai đổ dốc xuống nước Mỹ phía bên kia. Nhưng vận chuyển kiểu tăng bo, không thể theo cách ấy được. Các anh tính cung đường và quyết định. Ta leo đến 1 giờ chiều, tập kết hàng ở khoảng 2/3 dốc, quay lại nơi xuất phát lúc 4 giờ chiều. Cứ như vậy, 6 ngày sẽ tập kết hết hàng lên 2/3 dốc. Ngày đầu tiên của cung đoạn sau, từ chân dốc lên nơi tập kết hàng, lấy hàng đi phần dốc còn lại. Đổ dốc, xuống nước Mỹ khoảng 4 giờ chiều. Tính như vậy, đưa hết hàng qua dốc mất 12 ngày. Nếu theo cách cõng hàng đi một mạch, đến đỉnh dốc, trong một ngày thì mất 18 ngày. Từ năm 1965 đến 1969, trong 4 năm, tôi đã lội nhiều vùng phía Tây Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhưng chưa từng thấy nơi nào rừng núi âm u thế này. Leo lên đỉnh dốc một ngày đường với cái gùi 50 kg trên vai, mắt nhìn dấu chân cọp vừa đi qua, tai nghe tiếng hú rùng rợn của lũ vượn rừng, tiếng gõ bòm bọp của loài chim gõ kiến, lòng tôi thấm nỗi hãi hùng, cô đơn. Nghĩ dại, nếu mình trượt chân rớt xuống cái hố sâu thăm thẳm kia, thì ai xuống đó mà lấy xác đem lên? Có lẽ câu thơ của Tố Hữu sẽ đúng trong cái hoàn cảnh này. Phơi xác cho một đoàn quạ rỉa. Cho dầu tình đồng đội đồng chí cao vời vợi, cao hơn đỉnh dốc này, thì họ cũng không thể xuống được cái vực sâu kia. Đất nước hòa bình thống nhất, trong chúng tôi có người còn sống, chắc chi đã nhớ nổi cái chốn sơn lâm cùng cốc này. Và khi ấy, chắc hồn ta sẽ lẫn trong đại ngàn, sẽ thành mây bay, lượn lờ trên những đỉnh núi cao kia. Nhưng không thể thế được, mình còn trẻ lắm, gân đang săn và thớ thịt căng ra. Đường còn dài, còn bao hứa hẹn phía trước. Hạnh phúc của mình hiện nay là chinh phục từng dốc cao, từng cung đường một, và tôi lại tiếp tục từng bước nặng nề giữa núi non trùng điệp. Nơi này còn hoang sơ lắm. Vài năm nay địch đánh phá ác liệt vào chiến khu Quảng Nam, Quảng Đà, nên bộ đội và các cơ quan của khu 5 cắt đường núi qua vùng rừng già, sông Thanh hiểm trở này. Từ đó dấu chân người mới đặt đến đây. Thú rừng và cá còn nhiều. Anh Đạm là tay săn cừ khôi, bắn trúng phát một. Đến chân dốc sông Thanh, anh lập tức đi lùng thú rừng. Mới chui vào rừng hơn một tiếng đồng hồ, anh vác về một con man nặng khoảng 12 kg. Bí thư Hóa vui vẻ có ý kiến: hôm nay là ngày thứ 46 trên đường đi, cực nhọc thế này mà anh em mình không ai đau ốm là may rồi. Gùi cõng nặng như gì, ký sinh trùng sốt rét sợ quá chạy trốn hết. Hôm nay lại là ngày bắt đầu cung đường khó khăn nhất. Khổ rồi và sẽ tiếp tục khổ hơn nữa. Mang vác mấy chục ngày trời, nhưng có khi nào bọn mình được ăn cơm không cho no đâu. Hôm nay có thịt rừng, liên hoan một bữa thật đậm nhé. Khánh nhanh miệng có ý kiến: đề nghị nấu luôn 11 lon nếp đổi được ở làng Bà Lừa, 11 ống mì ông Phật giữ trong gùi từ lúc ra đi đến giờ. Hai thứ đó cộng với một con man, 11 người ăn thong thả đấy. Làm món thì đơn giản thôi, luộc, nướng, hầm. Nấu món khác thì các chị biết hơn, tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Chị Hải lập tức phản đối: thôi ông ơi, còn mắt to hơn cái bụng. Con man to đùng với chừng ấy xôi mì, ai mà ăn cho hết, chắc bể bụng mất. Cánh con trai chúng tôi, ai cũng cười. Tiết kiệm là phẩm chất của chị em. Nhưng hôm nay cứ thử sức xem sao. Chỉ chứ 3 lon gạo thì tụi này thằng nào cũng từng đấy bay rồi. Khánh được nước: bà không nhớ năm ngoái hồi A7, mật danh địa điểm khu ủy 5 di chuyển đến lần thứ 7, đi cõng gạo ở Lộc Thành, Đại Lộc. Khi lên khỏi danh An Bằng, Lộc Sơn, vào đến suối Chín Khúc, ngay chỗ rừng Dầu Rái, bọn mình nấu chè mỗi đứa ăn 1,5 bát đường, 1 lon gạo mà hết sạch trơn.
Khánh vừa cười vừa chỉ tôi. Cái ông quỷ thông ni, thèm lâu ngày chè còn sôi ủng ục trên bếp, vừa tới nước đường, ổng hối nhấc nhanh, bỏ xoàn ngâm xuống suối, 5-6 người vừa ngấy vừa múc, vừa thổi vừa húp một chặp, sạch trơn nồi chè. Tôi giả bộ sừng sộ. Nè, ông nhắc chi cái chuyện tham ăn đó, đói và thèm lâu ngày mà. Ở cái chiến khu này ai mà không vậy. Tôi còn nghe nói ở bên 503, hậu cần quân khu có người ăn mấy cân thịt mỡ heo một lúc đấy. Thèm đường, thèm mỡ, thèm mắm là chuyện của chúng ta mà. Ông hơn chi tôi, vừa bị chị Hải phản đối đấy. Và rồi sự thật oai hùng đã diễn ra. 11 người đã ăn sạch trơn, hoàn thành xuất sắc cái công thức 3 lần 11 cộng một con mang ấy. Ăn nhiều thật, đói và lao động dữ quá, bao nhiêu năng lượng nạp cho không đủ. Qua khỏi dốc sông Thanh, chạm ngay khe tre dựng đứng, dốc ngắn nhưng leo tức ngực, và rồi tiếp tục qua mặt luôn mấy địa danh quen thuộc. Chạm 10, cây gỗ vuông, bà Huỳnh, bà Xá, sông Trường, sông Tà Nô, sông Bui, sông Chanh, nước Vin, Trà Giác, mất 18 ngày nữa. Qua khỏi trạm 10, có quãng đường nhỏ và hắm. Chị Hường mắt hơi cận thị, đến chỗ hắm hoa mắt, trượt chân lăn ào ào. Tôi bỏ gùi, chạy vòng xuống suối. Tội nghiệp, chị nằm ngửa giữa thùng giấy, dây gùi khóa chặt tay, thất thế không thể trở mình được. Tôi vừa chạy đến, chị hỏi ngay, thùng giấy có ướt không? Tôi quát, có gãy tay gãy chân chi không? Thùng giấy thì kệ nó, lo cho cái thân mình đây đã. Giận mà nói vậy, chứ tôi hết sức cảm động. Chị đã xem giấy hơn người. Hành động ấy, câu hỏi ấy rất giản đơn, nhưng chứa đựng sâu xa tấm lòng yêu nước của chị. Tôi vội đỡ chị dậy, may là chỉ xây sát nhẹ. Chị lại gượng dậy, tiếp tục lên đường. Đến bà Huỳnh, đường bằng phẳng, thong thả lắm. Giữa núi non trùng điệp mà có một thung lũng nằm bên dòng sông thế này, đẹp tuyệt vời. Mấy mươi ngày rồi mới được đi một đoạn đường bằng, dễ chịu cái bàn chân quá. Nhưng mấy hôm nay có mưa dông, đường có chỗ lầy, trơn lắm. Rõ là khổ, trời cũng không cho mình sướng hơn một tí. Hai mập đi sau tôi khoảng 20 mét, nghe cái rầm, biết ngay là ông mập té rồi. Đường bằng ông té cho vui chẳng hề gì đâu, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng quay lại ngó thử. Trời ơi, phải chạy lại chứ ông ngạt thở mất. Hai bị thùng giấy đè lên đầu, mặt úp xuống bùn. Tôi vọt lại ngay, đỡ dậy tiếp tục hành trình. Tôi nhắc hai, té cú nặng thật, nhưng ông đừng run chân, đường trơn không khéo té nữa đấy. Vừa nhắc hai, tôi lại sán cả thùng cả mông xuống cái rầm. Nhưng không sao, tôi ngã ngửa trên gùi hàng. Hai thằng tôi lại cùng nhau đỡ dậy. Đến sông Chanh, có nghĩa là sắp tới cơ quan rồi, mừng lắm. Cũng đèo dốc, cũng núi non trùng điệp vậy thôi, nhưng đóng quân ở đây lâu ngày nên tôi không có cảm giác âm u như phía ngoài sông Thanh. Vả lại, cả cơ quan khu ủy và quân khu đang ở vùng này nên người qua lại các đường mòn dày hơn, nhộn nhịp hơn nhiều. Chúng tôi biết tiếng cơ rong, nói đôi ba tiếng của đồng bào, âm ao bương, âm ao cơ chí, làm là lé, xin sắn, xin rau, hỏi đường hoặc đùa với họ một tí cho vui. Cán bộ, bộ đội mà biết ít tiếng đồng bào thì đồng bào quý và dễ làm quen lắm. Cảm giác quen thuộc ấy dần cho mình tình cảm và sự gần gũi với núi non, với con người nơi đây. Đến đây, lãnh đạo đoàn quyết định không đi theo hành lang qua núi Ông Đồi mà cắt đường tắt, leo dốc Ông Mở, dốc lạnh, về xã Poa. Hơn 3 tháng không nhà, chú qua đêm chỉ bằng tấm tăng che mưa, vở sách kê đầu gối. Đây là cung đoạn cuối của đợt vận chuyển và cũng là cung cuối của lớp học trại này. Phải kiểm tra kết quả học tập, tôi công bố như vậy. Hơi bất ngờ, nhưng không ai cãi thầy, kỷ luật nghiêm đấy. Không ôn tập, tôi chỉ cho câu hỏi môn toán và sinh vật. Các anh chị đều vượt điểm 7. Về nhập với lớp ở nhà, lớp chạy này sẽ không thua kém. Tối hôm ấy anh Tuấn vui vẻ công bố, sáng mai ta dậy muộn, 9 giờ mới bắt đầu lên đường. Tôi hơi khó hiểu, hỏi Khánh, ông Tuấn nói kiểu chi rứa, sao dậy muộn thế? Khánh mù tịt lắc đầu. Chỉ còn một buổi đường nữa thôi, nhưng vượt dốc này cũng ớn họng.
dốc cao, lạnh, khó chịu nhất là vắt, vắt chưa từng có, vắt vô kể. Leo dốc bở hơi tai mà phải đối phó với lũ vắt, mệt thật. Đầu ngoi đầy mặt đất, nó bò, nó búng, nó đo, nó trườn, trông thật gớm ghiếc. Sơ suất một tí, nó hút no tròn, nhưng đâu chịu nhả ra. Thứ này còn dai hơn đỉa, gỡ được thì máu tiếp tục chảy đỏ chân cả tiếng đồng hồ. Người chưa quen, nhất là chị em, lần đầu gặp lũ vắt, ớn lạnh ré la nhảy lon ton trên đất. Qua đoạn đường đầy vắt kinh khủng như qua động quỷ, chỉ còn mấy bước nữa mà cực thế đấy. Sáng hôm sau, theo lời anh Tuấn, chúng tôi thong thả dậy muộn. Đúng 9 giờ, cả cơ quan từ thủ trưởng đến chị nuôi y tá từ trên dốc ông mở, ào ào đổ xuống. Họ vào cuộc ngay, người mạnh gùi 2 thùng, có người 3 thùng, người yếu 1 thùng, không đủ người. Ông Hà, thủ trưởng, nhờ đồng bào cơ rong ở các nóc, ông Sa, ông Bình, ông Ngơn, hàng xóm của cơ quan, đi gùi giúp. Thật là bất ngờ, loáng một cái, chỉ trong một ngày, hàng đã về tất cơ quan, kết thúc chuyến đi gian nan đúng 100 ngày. 40 năm trôi qua, kỷ niệm chiến khu đầy ắp tình người, tình đồng chí đã lùi sâu hun hút theo dòng chảy thời gian, chập chờn thực ảo trong tâm hồn tôi như những đám mây trên đỉnh dốc sông Thanh xa lắc kia. Song quá khứ là rất thật. Những gùi giấy nặng trĩu trên vai chúng tôi cùng với sự xông pha của các nhà báo, nhà văn trên khắp các chiến trường Trung Trung Bộ đã duy trì tờ báo Cờ Giải Phóng, tạp chí Văn Nghệ Khu 5 ra đúng kỳ, một thời phục vụ động viên đầy hiệu quả tinh thần kháng chiến của dân ta. Hiện nay, cho dù cuộc sống có những điều chưa được như ước vọng và sự tưởng tượng của chúng tôi thời còn trai trẻ, nhưng mỗi lần nhìn lên phía núi xa xăm, lòng tôi lại rưng rưng, tự hào về những năm tháng hồn nhiên cách mạng. Và trong tâm trí tôi luôn hằn sâu hình ảnh đồng đội với khuôn mặt non choẹt và đôi chân son trẻ đang vắt mình giữa dẻo cao. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.